Thì đây là cái iPhone 15 Pro Max màu Titan tự nhiên nhá Tại thời điểm này thì cái màu này nó vẫn đắt hơn là cái màu đen, màu xanh là 1 triệu Mặc dù là cùng chất lượng, mặc dù cùng chất lượng nhưng vẫn đắt hơn 1 triệu Nếu các bạn còn nhớ đấy, là cái dòng iPhone 14 Pro, 14 Pro Max ngày xưa đấy Thì màu tím luôn luôn là màu đắt nhất Luôn luôn là màu đắt nhất, nhưng tại thời điểm bây giờ đấy Màu tím này là màu rẻ nhất Nhiều khi màu tím nó còn rẻ hơn màu đen 100.000 cơ Mặc dù ngày xưa nó đắt hơn cả triệu Thế nên là ở đây mình khuyên thật các bạn một điều đấy đừng quá quan tâm đến màu sắc để bị luộc tiền. Tại vì sao? Tại vì tại thời điểm bây giờ nhá, nếu mà mua dòng iPhone 15 Pro, 15 Pro Max nó sẽ có bốn màu, màu đen này, màu xanh này, màu trắng này, màu titan này. Thì ở đây nếu mua màu titan và màu trắng, màu titan màu trắng thì giá mua luôn luôn cao hơn là mua màu đen, và màu xanh là một triệu. Ví dụ màu titan màu trắng là con buôn nó bán giá là 25 triệu. Thì màu đen và màu xanh giá sẽ chỉ có 24 triệu mà thôi. Thế nên là nếu là mình ấy Thì mình sẽ chọn màu rẻ nhất Sau này đấy Kiểu gì thì kiểu Các bạn cứ nhớ nhá, Kiểu gì thì kiểu Một năm nữa Nó sẽ sát về với nhau Sát về với nhau Giống như là cái dòng iPhone 14 Pro Max ngày xưa đấy Thì cái màu tím luôn luôn là màu đắt nhất đúng không Màu tím đắt nhất xong đến màu vàng Còn màu đen và màu trắng giá thành là rẻ Nhưng tại thời điểm bây giờ đấy Giá thành nó xem xem nhau à Trên nhau có trăm nghìn à Trong khi đến màu tím ngày xưa đắt nhất Thì bây giờ lại là rẻ nhất và màu tím nhiều khi nó lại còn rẻ hơn cả màu đen Thế mình khuyên thật sự các bạn một điều đấy Biết là dòng iPhone mới nó ra Cái màu hot thì luôn luôn là cái màu đắt nhất Nhưng mình chọn là mình chọn cái màu rẻ nhất Tại vì sao? Tại mình chọn là chọn về chất lượng của sản phẩm Tại vì mình không có dư giả về tiền không có dư giả về tiền Giống như cái dòng iPhone 15 Pro, 15 Pro Max Thì mình nói luôn nhá Chỉ cần một năm nữa thôi Thì tất cả những cây máy này này Nó sẽ chỉ Màu sắc nó sẽ chỉ trên nhau 100 nghìn thôi các bạn cứ để ý cái dòng iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max thì các bạn sẽ thấy. Tức là màu sắc nó chỉ cho nhau có 100.000 thôi mà. Thế nên bây giờ mình mà mua giá nó cao hơn 1 triệu thì sau này là mình lỗ. Mình lỗ. Bây giờ mình mua con máy giá rẻ nhất thì cái tiền thừa đấy có thể mình mua cái gói bảo hành nó cao cấp hơn, hoặc là mình mua cái bộ phụ kiện nó ngon hơn, hoặc là cái tiền thừa đấy để sau này mình lên đời một con máy khác. Các bạn hình dung không? Có nghĩa là các bạn dùng chán chê mê mỏi đi. Sau này khi giá thành nó về gần với nhau rồi nó chênh nhau có 100 nghìn. Màu sắc nó chỉ chênh nhau có 100 nghìn. Các bạn cầm chính cái khoản tiền chênh lệch đấy. Các bạn lên đời cái màu các bạn thích. Đó. Thì ở đây mình khuyên thật. Đấy là đừng có chạy theo màu sắc quá nhiều. Mình chạy theo là chạy theo chất lượng của cái máy. Còn màu sắc đấy. Lắp cái ốp vào cái thôi là nó sẽ thành màu khác ngay đấy mà. Còn ở đây đấy là nếu có điều kiện dư giả về tiền bạc thì lúc đấy mình chọn là mình chọn theo cái sở thích của bản thân mình và mình là mình mua máy mới chứ chẳng cần phải mua máy cũ làm gì cho nó mất thời gian cả. Còn bây giờ mình mua máy cũ có nghĩa là cái tài chính của mình nó có hạn ấy. Thì tốt nhất tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Mình là mình khuyên thật các bạn ấy. Cứ chọn màu rẻ nhất. Sau này khi giá tiền của các cái màu nó xem xem với nhau rồi đấy. Lúc đấy cầm chính cái khoản tiền ấy lên đời. Hoặc cũng có thể lấy chính cái khoản tranh lệch đấy mua một cái gói bảo hành cao cấp hơn hoặc là một bộ phụ kiện xịn hơn để mà dùng. Chứ còn chẳng hơi đâu mà bảo đấy là đưa con này lên tai người ta mới biết nó là 15 Pro Max. Thế nha